hàng chục nắp cống và đường cống thoát nước trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang bị sụt lún và vỡ nát, để lộ ra những hố sâu nguy hiểm, đặc biệt là khi trời mưa. Người dân đi qua khu vực này cảm thấy bất an do các hố sâu này trở thành bẫy đối với phương tiện, đặc biệt là xe máy, gây ra nhiều vụ tai nạn. Người dân buôn bán gần đó chia sẻ rằng tình trạng này đã tồn tại lâu và các hố đã được sửa chữa 5-6 lần nhưng không triệt để. Khi trời mưa lớn, các hố ngập nước, khó nhận biết và tiềm ẩn nguy hiểm hơn cho người qua lại. Nhiều hố cống đã vỡ nát để lộ các thanh sắt sắc nhọn, gây thêm nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một số cống được sửa chữa nhưng do kích thước không phù hợp khiến việc sụp lún vẫn tiếp diễn. Người dân địa phương đã kiến nghị cơ quan chức năng cần khẩn trương sửa chữa hoặc làm lại hệ thống cống để đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa. Cục Quản lý Đường bộ 4.3 cho biết sẽ cử lực lượng xuống kiểm tra và khắc phục sớm để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ quan trọng này.